Đi đâu vậy? Không, cho anh đi nhà. Em đó, đây là cá rô chiên xù nha cả nhà. À, xin chào cả nhà nha. À, cả nhà ơi, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục thêm những cái món ăn mà nói chung là mình sẽ câu một số con cá nào đó để mà mình nướng với mình nướng xong cái mình ăn ha cả nhà, mình ăn với muối ớt với muối ớt cay ha. Đó thì mình không biết là cá như thế nào, loại như thế nào thì mình sẽ bắt đầu câu từ đây cho tới 1 đến 2 ngày để em coi thử có loại cá nào. Rồi mình mời cả nhà cùng thưởng thức với mình cái những loại cá đó nha các bạn. Đi đâu vậy? Không, cho anh đi nhà. Em hát bài nghe ơi. Cho anh nhà không? Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Mày là gì? Hát bài nghe ơi. Trời ơi, thương quá à. Con ai vậy bà con? Bà con ơi, biết con này của ai không? Cánh xanh xanh. Hát bài nghe ơi. Hát đây, hát bài nghe ơi. Con cào cào. Nói cái tay đó thôi là giống như cua hoàng đế rồi cả nhà. Cái tay này giống như cua hoàng đế ghê. Rất nó bự lắm mọi người ơi. Rất nó bự lắm, ghét lắm. Đi đâu vậy trời? Đi về kìa. Chị miếng kẹo ơi, chị miếng kẹo ơi. Chị miếng kẹo ơi. Đi. Chị miếng kẹo ơi. Đi về tắm biển đi. Chị miếng kẹo ơi. Đi về tắm biển rồi. Nặng lắm mọi người, nặng lắm nha. Cái này nặng lắm. Tới mấy tạ luôn. Phải hai người đi được. Con cá sơn thì tối đâu cậu? Ngày hôm nay nóng quá mọi người ơi. Nói chung là ăn nổi mà nổi luôn á. Cả nhà biết sao không? Hôm qua thì mình với cháu mình câu không có dính. Hôm nay thì quyết định sẽ làm sao mà câu một số con cá rô lên, cái mình chiên xù rồi sau đó mình chấm me thử nó ngon cả nhà. Tại vì đây là cá rô biển nha, còn cá rô nước ngọt nó khác nữa cả nhà. Bây giờ mình bắt đầu câu ha. Bây giờ trong lúc mình câu cá rô thì bây giờ mình chuyển qua cái bánh này bánh gì? Bánh lọc. À bánh ụt lọc. À đây gọi là bánh lọc nha cả nhà. Đó. Đây có nước mắm nè. Mình đang xong cái mình đi câu cá. Đây nè, mình mới mua thêm chút tôm nữa cả nhà. Mình mua tôm này để mà mình câu cá rô cả nhà. Chỉ có tôm này nó mới ăn được, mình sắc nhỏ nhỏ thôi để mình câu nó nha. Giờ mời mọi người nha, để chúng ta ăn rồi mọi người. Mời cả nhà nha. Giờ mình ăn này nha mọi người. Giờ mình nghỉ ngơi xíu đi ha, mình ăn. Tại vì cái mùa này cá rô nó ăn yếu. Buổi trước nó ăn dính qua nhà. Buổi trước mình câu tới mấy ký cá rô. Cả nhà thấy bánh không? Này mình mua có 15 ngàn rồi nha. Rồi ăn thôi mọi người ơi. Ăn xong câu cá rô tiếp nha. Con có cái à? Ngon quá mọi người, nói chung là cái bánh bột lọc này rất là ngon nha cả nhà. Trong lúc mà mình câu cá rô thì mình ngồi thưởng thức cái bánh này rất là ngon. Nếu cả nhà nào ai đã từng thưởng thức rồi sẽ biết nha. Giờ mình ăn xong câu cá rô tiếp mọi người. Thank you.
Ồ, dính cá lạ mọi người ơi. Nói chung là phải cá lạ, đây là cá giỏi á. Cá liền kìm ở cả nhà, mình nói chung là mình mới dính được con cá này nè cả nhà. Vô tình câu cá rô cái dính nó luôn. Chút nữa mình sẽ chiên nha cả nhà. Theo mình. Chào cả nhà nha cả nhà ơi. Bây giờ là mình bắt đầu làm cá rồi sau đó mình sẽ đi chiên xù giòn lên ha, mình sẽ chiên giòn lên. Rồi chiên mình ăn với mắm các bạn, ăn với mắm me ha. Cả nhà thấy cái rô bự không? Cái rô biển bự ha. Đối với mình ở đảo mình vậy là bự nè cả nhà, còn cá rô biển ở ngoài khơi là bự hơn nữa nha. Cái này mình sẽ mổ ruột nó ra ha, mình chỉ mổ ruột thôi, còn làm chân á, rồi rửa sạch sẽ, rồi sau đó cái đầu mình sẽ đem đi chiên lên ha, rồi cho đổ nè. Nó như đây đủ cả nhà, như đây là cũng vừa tầm ăn. Tuyệt đối luôn. Giờ mình sẽ làm cho sạch sẽ nha. Bắt đầu làm gì? Con giàu đưa ơi. Con đi cầm con hóa con. Mà tiếc là con về quá. Con đi ra ngoài. Con đi nước rồi nữa nè. Bây giờ là mình sẽ bỏ muối vô cái nhà để mình sắc khuẩn cái ruột của nó đó. Thì ruột nó không sạch rồi mọi người, cái bụng nó không sạch. Mình bỏ chút muối vô nha. Đó, đứt cái gì được rồi, dặn lại đi con. Dặn. Chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, hôm nay thì mình bắt đầu chuẩn bị, mình sẽ làm một cái món đó là cá rô chiên. Thì mình sẽ chiên với nói chung là mình sẽ chiên là để mình ăn với nước mắm me cả nhà. Để cho cả nhà thấy nha. Đây là cá rô ha, mình đã chuẩn bị xong chưa rồi, câu cả ngày. Đó, đây là chảo chuẩn bị mình chiên ở cả nhà. Còn đây nước mắm me mình đã chuẩn bị xong. Thì nó không được ngon như trong mấy cái nhà hàng hấp dẫn, thì nói chung là như vậy là cũng đủ ngon cả nhà. Bây giờ bắt đầu chúng ta làm việc nha. Rồi chúng ta làm việc. Mình đang chiên nha mọi người. Nè cả nhà thấy không? Đó mình đang chiên. Thì trong lúc mà mình chiên á thì mình sẽ để cho nó lâu cho nó vàng, chứ là mình chiên cho nó giòn luôn rồi mình ăn. Rồi đưa con vô đây, đưa vô đây. Đưa đây đi, thấy cái này lại luôn. Dạ. Thấy nhẹ đây nha, nó bung đó. Chút vô rửa đổ lại. Nó hết lên. Thêm đây con, thêm đây. Nóng quá cả nhà, rất là nóng nha. Rồi cả nhà ơi, bây giờ là mình mời cả nhà cùng thưởng thức cho mình nha. Đây, mình đi chấm nãy ăn nè. Đó. Thì nói chung là cá rô rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ thưởng thức một con cá rô chiên xù để mà mình ăn với mắm men ở cả nhà. Mời các bạn.
lấy ông đi nè, lấy ông đi, mạnh mạnh ra biết dễ không? Ừ, dễ không luôn, dân dễ rồi. Thôi miếng này ra đi cho ông Trâm nó dễ cho anh. Bươi bươi giống như bươi gác. Rồi ăn đi mày, lấy nhà nha. Trời ơi, mặt nhậu cả nhà. Đúng rồi, ăn là mình cũng làm cầm mới ăn mới ngon, cả nhà mình cầm lên ăn ngon. Thôi quá, còn đổ luôn đi. Mời cả nhà nha. Ừ, bẻ ra đi. Đúng rồi. Mời cả nhà nha. Lấy bằng tay ăn luôn. Mình ăn bằng tay nó mới ngon cả nhà. À, nóng quá. Đó, nóng nóng thôi. Mình xé bằng tay nó sẽ ngon hơn, hấp dẫn hơn nha các bạn. Mời cả nhà, mời cả nhà nha. Xương nó giòn, mọi người ăn không bị gì đâu. Xương giòn. Ăn bằng tay đi. Nóng. Câu từ sáng tới tới giờ luôn mọi người. Nói chung là cá nó ăn buổi trưa nó nhiều. Cá này nó chỉ dơ cái bụng thôi. Mình sắc cái bụng ra rồi á. Lấy bụng làm bụng sạch ra, mình lấy muối nó sắc nó rất là sạch. Cái dùng phải dùng muối nha mọi người. À, mày lấy xin sao? Ở nhà nha. Nó vừa leo chấm dưa. Mít chà. Mè. Trời, nó đã. Đi ra đây con. Đó, đây là cá rô chiên xù nha cả nhà. Đó các bạn không? Ôi da. Ôi da, nóng quá cả nhà ơi. Đây là cá rô chiên xù. Quá hấp dẫn. Đây là cá rô biển nha. Bây giờ mình sẽ bỏ tiếp nha cả nhà. Cá rô nó xù lên ngon lắm cả nhà ơi. Đây là cá rô chiên xù ngon ghê. Dễ dễ ăn. Còn nóng rồi, đồ ăn đi. Đúng rồi, đúng rồi. Bạn con về rồi. Còn đi 3 tiếng. Còn có. Luôn khóc luôn. Cả nhà nhớ là chiên cho cẩn thận nha. Mình ngồi xa xa xíu. Chứ lại dầu nó bay vô người. Ghê quá cả nhà. Nói chung là cá này ăn rất là ngon cả nhà. Mình ăn tay cũng được, bắt bằng tay á, nó giòn lắm cả nhà ơi. Nè. Ôi, hơi nóng nóng xíu. Mà cá này nó giòn cả nhà. Mình chiên giòn ăn gì nó mới đã. Nè, cả nhà thấy không? Mình chiên giòn giòn vậy là ăn nó mới hấp dẫn nè cả nhà. Quá đã luôn cả nhà, ngon. Mấy cá này thường thường mình nghĩ là nếu mà nó tươi, thật là tươi mình chiên nó ngon. Đây là cá tươi mà. Chứ mình là cá tươi, còn mà cá mà kiểu như 1-2 ngày ăn dở lắm. Mời cả nhà nha. Rồi cả nhà ơi, bây giờ mình còn bao nhiêu đây nè. Mình mời cả nhà cùng thưởng thức với mình cái món cá rô chiên xù này nha. Ăn với mắm me. Giờ đây mình ăn với mấy đứa cháu đây. Thầm ăn lắm cả nhà. Nó ăn dữ quá. Vậy nha, giờ mình mời cả nhà. Xé đi cho dễ hơn, xé đi. Xé bên tay nó dễ hơn. Đâu nóng không? Xé bên tay nào? Xé bên tay đâu, xé bên tay ăn ngon hơn. Mình ra cái đút cho lính ta mà lấy ra nè. Chị bỏ vô. Ờ, khó hả? Nóng. Rồi, chị xù nó ngon. Mình chiên xù nó rất ngon ở nhà, với lại cái xương của nó tùy theo cho cái nha. Ví dụ nó nhỏ quá thì nó sẽ giòn, còn mấy cái mà cứng cứng vậy nè là nó sẽ không có giòn xương đâu. Mình còn 3 con đang chiên ở nhà. Tôi nghĩ ăn tư buồn ngon quá. Mời mọi người nha. Quá trời giòn, thịt nó ngon lắm cả nhà ơi. Béo. Thịt ngon mà béo mà giòn. Thank you.
giờ mình đưa mấy con còn lại nha cả nhà. Rồi. Bây giờ của mình cũng coi như đến đây là kết thúc nha cả nhà. Nếu cả nhà thấy hay thì đừng quên nhấn đăng ký subscribe cho cái kênh của mình nha. Nóng để cho nó hết nguội cái. Cả nhà có ăn thì nhớ là để cho nó hết nóng rồi hãy ăn cả nhà, cho nó nóng nha. Tại vì khi mà mình chiên xong á là mình phải để cho nó nguội cái mình hãy ăn. Bây giờ nóng lắm. Cả nhà nóng á. Rồi. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha. Bye bye. Đây là mực. Đố cả nhà biết đây là cái gì trong cái con mực không? Đây là cái răng mực cao mà cả nhà. Trời ơi. Ông anh ông đi biển vô á, cái ông cho mình cái răng mực nè mọi người. Đó, cả nhà thấy không? Cái này nhìn ngon quá. Răng mực ngon lắm cả nhà ơi. Cái này mà cuốn bánh tráng ngon nha. Nếu mà cả nhà có ăn thì nhớ cuốn bánh tráng vô nghe, rất là ngon cả nhà. Rồi. Sao mình sẽ quay món này thử coi, cuốn với bánh tráng thử ngon không? Ồ, quá trời ngon cả nhà, nhất là cái răng, mình có cái răng là ngon nhất.